Từ mì mẹ chọn bố siêu thích. Đó, dạ chính là mì tiếng vua 7 đồng tiền vàng. Jesus Food vừa ra mắt tiếng vua hoàn toàn mới, đúng vị chua cay ông xã thích. Mì 75g mà giá chỉ 75.000. Mì tiếng vua mới quá ngon, còn tiết kiệm, nhất vợ anh. Của chồng, công vợ, em chọn tiếng vua mới, tiết kiệm cả đống tiền. Tiếng vua 75g mới, giá 75.000, lại được tặng thêm một trái đệ nhị. Jesus Food.